Chào tất cả anh em, hôm nay mình tiếp tục lên mặt hàng Nhật Bãi để tiếp tục giới thiệu anh em. Lần này mình giới thiệu với anh em về cái mặt hàng là kìm bãi Nhật. Đây là những mẫu kìm điện để anh em ta vừa làm điện và cũng vừa làm đồ nguội. Thì những cái mẫu kìm này là những cái mẫu đến từ nội địa hết nha anh em. Trong này nó có hai dòng, một cái dòng là loại kìm 20 cm và một cái dòng kìm là 18 cm. Trong này loại 20 cm thì nó có 4 cây, còn lại là nó là kìm 18 cm, còn 12 cây. Thì đằng này mình lên được là 16 cây kìm. Nó đến từ nhiều cái thương hiệu lắm, của Fuji rồi Trademark rồi Matuno rồi Takai tùm lum. Thì nói chung là mình cũng khá là nhiều kìm, cho nên là mình sẽ lên nhanh bài cho anh em chú ý theo dõi ha. Thì đầu tiên là cái dòng kìm 20 cm nè, trong này có 4 cây. Thì giá là 150 ngàn, chi phí vận chuyển một cây có 4 cây như thế này. Còn lại là kìm 18 cm là đồng giá đều là 130 ngàn chi phí vận chuyển nha anh em. À, bây giờ mình sẽ lên cho anh em xem ha. Đây là cây số 1 nè, hãng Flower. À, cây số 2 của hãng Fujiya. Anh em xem kỹ một chút ha. À, cây số 3 của hãng Victor. Cây số 4 thì cây này không thấy nó in thương hiệu gì, chắc nó in laser mà nó bị mất là chữ. Đó. Đây là cái dòng kìm 20 cm nha nè, 4 cây. Rồi còn lại là những cái kìm 18 cm. Cây số 5 hãng Kaku. Cây số 6 của hãng Victor. Cây số 7 là cái hãng Mitsuba. Cây số 8 của hãng Trademark. Cây số 9 thì của Fujiya. Cây số 10 của hãng Takai. Cây 11 thì của Trademark. Cây 12 thì của hãng Horai. Cây 13 thì của hãng Fujiya. Cây 14 thì của hãng Matuno. Cây 15 thì cái này nó ký hiệu là của hãng AS gì đây. À, 16 thì có hãng ai quả địa cầu. Thì cũng nhắc lại với anh em là 4 cây đầu là dòng 20 cm, là giá là 150 ngàn chi phí vận chuyển một cây, còn lại 12 cây là đều dòng 18 cm, giá là 130 ngàn chi phí vận chuyển một cây. Nếu anh em nào mà chủ xưởng á, mua cho thợ để về sử dụng á, nếu mà mua hết nguyên lô thì tính là giá 2 triệu bao ship cho anh em, nếu lấy 10 tổng thể 16 cây như thế này. À, còn nếu anh em muốn lấy lẻ thì anh em cứ báo số, mình sẽ gửi đúng cái mã số đó cho anh em. Rồi, xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.